แต่ก็ไม่อยู่ก็คือnào gửi cho nó muốn chuyển về nó là làm chỗ ổng dừng đây.
nhắn lại số Phương con khác nha. Ủa quên luôn. Nếu có thì mẹ nhắn con khác. Nhắn với con đi. Mấy cha kêu mà tàu tên là á. Nào hả? Cái gì gọi đéo gì? Xài tóc đầu. Mày có đầu gì đó hả? Dạ. Gọi gì vậy? Chỉ là gọi báo lại. À báo lại không ra được cái gì? Cái thông báo tôi rất chậm. Anh đưa cho viên là bị ký của nhà. Em cộng đi mai đi ký. Thank you.
Sì, no. Đó là tao là nhà cắt đúng không? Đọc sách. Giờ lại trong này nó gì cứ đó. Chưa gọi điện cho chúng không?